Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hải Trang gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành và hạnh phúc anh chị nhé. Hiện tại em đang có mặt tại con đường N10 khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng anh chị ạ. Và anh chị sẽ không còn xa lạ gì với những cái con đường như thế này nếu anh chị đã từng xem video của em và đã từng theo dõi em trên kênh YouTube anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dãy nhà trọ thôi. Một cái dãy nhà trọ từ cái chỗ đường N10 này em sẽ chạy thẳng vào cái chỗ nhà trọ đó. Và cái dãy nhà trọ đó là với cái diện tích là ngang 5 dài 30, 4 phòng trọ và 1 kiosk. Giá bán hiện tại là 1 tỷ 180 triệu và ngân hàng hỗ trợ 700 triệu anh chị nhé. Đây thì hiện tại ngày trước ở đó là có một cặp nhưng mà em đã bán là một căn rồi, chỉ còn một căn nữa thôi. Vâng, thì một căn nữa thì bên gia chủ cũng nhờ em quay video và bán tiếp luôn anh chị nhá. Thì nếu như mà cái giá đó thì anh chị mua sẽ được hỗ trợ ngân hàng anh chị nhá. Đây thì N10 và đây là sẽ là con đường N15 và tiếp tới là sẽ con đường N14 và nằm trên con đường N14 anh chị nhá. Đấy, thì ở đây thì hàng quán bán xá nói chung là khu công nhân nó cũng không đến nỗi vắng giống như người ta nói ha. Ở đây thì nó sẽ rơi vào tầm như công nhân ngày trước 100% thì nó bây giờ nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 65% cho đến 70%. Ngay cái bãi trống trống này này. Đấy, hiện tại thì em đang quay lúc trưa. Lúc 11 giờ trưa, chứ còn nếu buổi chiều ở đây người ta sẽ bắt loa và người ta sẽ bán mấy cái hàng 39k, 40k gì đấy anh chị. Và ở đây là cái trường mầm non An An. Đây, thì ở đây cái trường mầm non An An này qua tầm khoảng 3 cặp thì nó sẽ tới cái 3, 4 cặp gì đấy anh chị. Nó sẽ tới cái cặp nhà trọ mà em muốn giới thiệu anh chị là ngay đây anh chị nhá. Đây, để em dừng lại cái xe nào. Rồi, đây, chính là đây, nó đây anh chị. Ở đây là từ cái chỗ bà đầu cái dãy trường mầm non An An này đi lại đây nó sẽ rơi tầm khoảng là 3 cặp. Và ngay chiếc xe máy này, một cái căn nhà trọ là ngang 5 dài 30, phun thổ cư, đất ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Và hướng này là hướng Bắc anh chị nhé. Đó, và ở đầu đây là công ty này anh chị. Đó, công ty đó. Đây là công ty dệt Kumbang, một công ty của Đài Loan anh chị. Và từ đây mà đi lại công ty thì đi làm rất là gần anh chị ạ. Và nếu như buổi chiều thì tất nhiên mình sẽ thấy công nhân nó nhiều hơn. Còn ở giấc trưa thì người ta cũng đang đi làm, hầu như là đi làm, còn số còn lại thì nằm ngủ ở trong nhà đó anh chị. Đó, thì ở đây là một cái dãy nhà trọ nằm trên con đường N14 tại khu công nghiệp Bầu Bàng mở rộng hướng Bắc anh chị nha. Với cái diện tích là ngang 5 dài 30, phun thổ cư 100%, 4 phòng trọ và 1 kiosk và giá là 1 tỷ 180 triệu. Và bên ngân hàng hỗ trợ cho là 700 triệu anh chị nhé. Thì như vậy là 700 thì anh chị tầm khoảng có khoảng 500 anh chị đã sở hữu cho mình được một cái dãy nhà trọ như thế này rồi. Đó, một kiosk và 4 phòng trọ ở phía đằng sau. Mà đất là đất thị trấn anh chị nhé. Đất thị trấn mà lại phun thổ cư, mặt tiền đường nhựa. Đó, thì anh chị sẽ sở hữu cho mình được một cái dãy nhà trọ như thế này. Và từ đây ra cái chỗ vạch ngoài cái hàng rào này, đất là ở đây là đất trong sổ của chúng ta. Nếu như mà từ cái chỗ ngoài mép này đi vào trong trong cái cửa nó sẽ còn dư là tầm khoảng là 5 mét. Và 5 mét này là đất nằm trong sổ. Và còn ở phần phía ngoài nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 4 mét hành lang. Từ mép đường nhựa rơi vào đất của mình là 4 mét hành lang anh chị nhé. Ở đây thì có hai dãy, nhưng mà một dãy bên trái thì em đã bán cho một ông anh người 36 rồi. Còn dãy 37 thì em vẫn đang hy vọng là sẽ có một người quê ở 37 họ sẽ mua. Đấy. Thì 36, 37 họ sẽ kết hợp lại thì nó sẽ rất là hay đấy. Ở giữa này là hành lang mỗi bên là 1 mét. Và như vậy là ở bên nào cũng được ốp gạch ấy. Cho nên cũng rất là đẹp anh chị. Thì 4 phòng trọ và một cái kiosk, đất ở phun thổ cư, mặt tiền hướng Bắc anh chị nhé. Và ở phía đằng sau này thì cũng có 1 mét. 4 mét thoát hiểm ở phía đằng sau. Đó. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có mà nhu cầu mà ký gửi nhà đất tại khu công nghiệp Bầu Bàng hoặc Bình Dương, anh chị có thể liên hệ nhanh với em qua số Zalo 0356 555579 anh chị nhé.
Tất nhiên là giá phải được thì em mới bán, cho còn giá cao trên trời ngất ngưỡng mà gửi cho em thì em sẽ không quan, nói chung là em không quan tâm. Tại vì mình chào là làm gì cho người ta chửi, tại vì mình mà chào lên người ta là em thì em chào lên thì em cũng không biết là người ta thì chửi ai, người ta nói là ngáo giá thì em cũng không biết là em ngáo giá hay là ai ngáo thì em cũng không biết. Nhưng mà mình cảm thấy cái dãy nhà trọ nào, cái lô đất nào mà nó hợp lý, giá nó tốt thì mình mới chào tới khách hàng. Khi mình cảm thấy thích, mình cảm thấy ưng, mình cảm thấy giá rẻ, mình cảm thấy ok thì khi khách hàng người ta xem thì người ta cũng sẽ cảm thấy ừ là nó sẽ cũng ok này, đất nó cũng giá rẻ thì người ta mới quan tâm. Chứ còn giá ngất ngưỡng ở trên trời mà bây giờ mà em cảm thấy nó còn cao thì làm sao mà khách hàng người ta xem mà người ta không phát hiện ra, người ta không biết, đúng không ạ? Cho nên là những cái dãy nhà trọ hoặc là những cái lô đất nào mà anh chị nào mà muốn ký gửi cho em thì hầu như là phải là giá tốt hoặc là giá ngộp thì em sẽ nhận và em sẽ review dùm anh chị nhé. Đấy, còn mà giá cao thì anh chị bỏ qua cho em thì em không thể mà review hết được tất cả cái lô đất mà anh chị gửi được. Rồi ok, nếu anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đã thấy liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại 0356555579 anh chị nhá. Và anh chị hãy gửi thông tin về Zalo em cảm thấy ok thì em sẽ gửi em sẽ trực tiếp tới để xem và review dùm anh chị, review miễn phí anh chị nhá. Cho nên nếu anh chị nào đang xem video của em thì tới lúc này hãy cho em một like và một đăng ký kênh để video của em tiếp tục được phát triển và nhiều người biết anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị.